Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là rằm cuối năm âm lịch tháng 12 ở dưới á. Gia đình Hoàng Trinh đi chùa Linh Sơn Hải Hội, chia sẻ vài hình ảnh cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ cùng đi với gia đình Hoàng Trinh nha. Đây là ngôi chùa Linh Sơn Hải Hội nè cả nhà ơi. Có ngọn tháp cao, để coi điểm có mấy tầng ta. 1 tầng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng nha cả nhà. Đó, ngọn tháp rất là cao. Đây, ngôi chùa Linh Sơn Hải Hội đây nè cả nhà. Nó nằm ở bên đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp. Ở đây nó có phòng khám từ thiện nữa nè. Đó, bây giờ mình đang bước vô chùa nha cả nhà. Chùa bây giờ người ta đang chuẩn bị đọc kinh nè. Chùa này nổi tiếng có tượng Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát rất là cao và đẹp nè. Để Hoàng Trinh quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình vô điện của bà Chúa Xứ, bà Thiên Hậu với lại bà Tây Ninh nè cả nhà. Đây, quay cho cả nhà xem nha. Đó, bà Chúa Xứ đây. Còn đây là bà Thiên Hậu nè. Chính giữa là bà Tây Ninh. Bây giờ là mình vô chánh điện nha cả nhà. Chùa xây kiến trúc rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Gần tới giờ là tụng kinh rồi, nên tranh thủ vô trước. Đây là chánh điện nè cả nhà. Bây giờ mình ra quay lên ngôi tháp cho cả nhà cùng xem nha. Ngôi tháp ở chùa Linh Sơn Hải Hội rất là đẹp và trang nghiêm, nổi tiếng nữa cả nhà ơi. Em ơi, bây giờ mình lên tháp đi. Tháp này là tháp Bủ Đăng nha cả nhà. Là lấy cái tên của cố Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự chùa Linh Sơn Hải Hội đó. Bây giờ mình lên tháp nha. Ừ.
Đây là mình lên tầng thứ nhất nha cả nhà. Đây là tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát chiếu sáng các vong linh. Rồi mình lên tầng thứ hai nè. Bên đây là thiền đường. Bên đây là thiền đường cả nhà ơi. Đó. Nhìn cái ngôi tháp này em nhớ đến coi phim Tài Thiên của Lý Tịnh á. Ờ cái nhìn ngôi tháp là nghĩ đến Lý Tịnh Thiên Dương. Đây là tầng thứ hai nè cả nhà. Tầng thứ hai là cũng là Đại Hiếu Mục Kiền Liên tôn giả, người cứu mẹ Mục Liên Thanh Đề đó, người con có hiếu đó cả nhà, Vu Lan báo hiếu. Cũng là tầng thứ hai là cũng thờ các vong linh, các cô chú ông bà khúc mặt khúc mày. Rồi mình lên tầng thứ ba nha. Ở đây là tầng thứ ba là thánh tượng của Đức Phật A Di Đà cứu khổ chúng sinh để trước chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đây cũng là các vong linh của ông bà cô chú ở đây. Rồi giờ mình lên tầng thứ tư nha cả nhà. Ồ tầng thứ ba là mình thấy tượng rõ tượng Mẹ Quán Thế Âm này cả nhà. Rất là trang nghiêm và thanh tịnh ha. Bây giờ mình lên tầng thứ tư đây. Đây là tầng thứ tư nè cả nhà. Tầng thứ tư là thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế đây cả nhà. Đây là tượng của mẹ gì đây, bà Cửu Ngọc, Cửu Thiên, Cửu Thiên Huyền Nữ đó cả nhà. Đó đây là tầng thứ tư nha, tầng Bài Ông Địa. Còn đây là bà Chúa Ngọc, bà Chúa Ngọc. Giờ lên tầng thứ năm. Tầng thứ năm phải không em? Tầng thứ năm là thờ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thiên Thủ Thiên Nhãn là có ý nghĩa là Phật Quán Thế Âm biến thành ngàn tay ngàn mắt để cứu độ chúng sanh đó cả nhà. Ở đây là tượng
18 vị tổ sư A-la-hán, tôn giả A-la-hán. Nhìn những bức tượng này trang nghiêm và thanh tịnh cả nhà. Mình các tổ sư A-la-hán này mình chỉ biết rõ hai người nhất là Hàng Long và Phục Hổ. Đây là Hàng Long mà cả nhà, đó ngồi trên con rồng. Còn đây là Phục Hổ tôn giả ngồi trên con hổ, con cọp. Đó, càng lên cao bây giờ mình đã thấy, càng lên cao là mình đã thấy những người ngồi dưới nhỏ xíu luôn cả nhà ơi. Là chứng tỏ ở đây là cao, rất là cao nha cả nhà. Đó. Bên kia là chung cư Khang Gia. Đi em, lên tầng 6 với mình. Tầng 6 là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây, Phật Dược Sư đây cả nhà ơi. Tay cầm bình hồ lô, ý là chữa bệnh thân và tâm cho con người đó. Còn đây là tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát, tương lai sẽ là Phật Di Lặc hạ sanh. Rồi bây giờ mình lên tầng thứ 7 nha. Đây, tầng 7 là tầng của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ cõi Ta Bà. Nam Mô Ta Bà, giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình lên tầng thứ 8. Tầng thứ 8 là tầng cuối cùng đó em. Nhưng mà mình tính cái tầng ở dưới luôn là tổng cộng là 9 tầng, hiểu không? Đây mình lên tầng cao cuối cùng là thờ Phật A Di Đà, gọi là Tam Thế Phật, là Đức A Di Đà. Bên tay phải của ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Còn bên tay trái là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là tầng cuối cùng Tam Thế Phật đây cả nhà ơi. Đó. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ quay xung quanh cảnh về đêm của quận Gò Vấp đây. Đó. Đang từ trên tháp cao nè cả nhà. Nhìn mở bật xung quanh nhỏ xíu siêu à. Đây là cái đường mà hồi nãy gia đình Hoàng Trinh đi bộ vô đó cả nhà đó. Đi bộ vô chùa Linh Sơn Hải Hội đó. Còn ở ngoài cái ngoài đoạn đường này là cái đường Phan Huy Ích nha. Cái đường này là đi về ngã tư cầu cống Phan Huy Ích. Còn cái đường này mà mình chạy thẳng ra ngoài á là nó ra đường Trường Chinh chứ, ra đường Trường Chinh. Đó. Cảnh quan về đêm rất là đẹp ha. Đây trên nóc điện của tháp có một chú bồ câu đang ngủ đây nè cả nhà. Đó, người ta thường nói là đất lành là chim đậu nha. Đây là điện Tam Thể Phật. Hoàng Trinh quay lần cuối để mình đi xuống dưới để ngồi chút xíu đọc kinh. Đây, rồi. Bây giờ mình đi xuống đi em ơi. Đi xuống. Ở dưới bên tòa tháp làm một cái thác này nhìn đẹp quá ha cả nhà ha. Đây. Tháp đẹp thiệt là đẹp. Nè, Tiểu Long đang đứng xem tháp đây. Còn ở dưới ngay cái chân tháp hồi nãy á, là làm bia tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Bửu Đăng này cả nhà. Là cố Hòa Thượng là người mà khai sơn tạo tự chùa Linh Sơn Hải Hội. Đây đó. Tháp này người ta cũng đặt là tháp Bửu Đăng để nhớ ơn công đức của cố Hòa Thượng. Bây giờ quý Phật tử một ngày một đông rồi cả nhà ơi. Video đến đây Hoàng Trinh xin phép kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu ra xem coi clip của Hoàng Trinh chia sẻ về chùa Linh Sơn Hải Hội.
Một lần nữa mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký nha.